Bên trong khu hỏa thiêu người tử vong vì Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Đỉnh dịch đã qua nhưng mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận hàng chục ca tử vong vì Covid-19. Cuộc chiến chống dịch vẫn diễn ra âm thầm nhưng đầy khắc nghiệt khi vẫn có nhiều cuộc đời vĩnh viễn ra đi. Nghĩa trang chính sách thành phố Hồ Chí Minh ở huyện Củ Chi, những ngày cuối năm 2021 khá yên ắng, nằm tách biệt về cuối khu là các lò thiêu, container trữ lạnh được trang bị để lo hậu sự cho người mất vì Covid-19 từ hồi cuối tháng 8 khi dịch Covid-19 vào thời kỳ cao điểm. Bắt đầu từ thời điểm dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng, phức tạp, đội công tác đặc biệt ở nghĩa trang chính sách thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, hỏa táng nạn nhân qua đời vì Covid-19. Khi xe chở thi thể nạn nhân đến, đội sẽ tiếp nhận, đưa thi thể vào những chiếc áo quan đã được chuẩn bị sẵn. Công việc này được các thành viên của đội thực hiện trong không khí nghiêm trang, cẩn trọng. Trước khi thực hiện đưa vào lò thiêu, các thành viên của đội ghi tên tuổi, ngày mất của nạn nhân lên áo quan để tránh nhầm lẫn, sai sót. Áo quan được bọc thêm một lớp ni lông trước khi được đưa vào lò thiêu để hỏa táng. Ngay sau đó, các thành viên của đội công tác đặc biệt sẽ khiêng áo quan vào lò hỏa táng đã được chuẩn bị từ trước. Quá trình hỏa táng diễn ra từ 1,5 đến 2 giờ đồng hồ. Thiếu tá Đồng Anh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn Gia định, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng đội công tác đặc biệt ở nghĩa trang chính sách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời đỉnh dịch, 12 lò thiêu nơi này hoạt động hết công suất, có khoảng 60 cán bộ chiến sĩ làm việc 24/24 vẫn không kịp xử lý các ca tử vong, đơn vị phải dùng container đông lạnh để trữ thi thể. Bây giờ thì vắng hơn nhiều, mỗi ngày chừng vài chục ca. Đơn vị còn lại 19 cán bộ chiến sĩ thay phiên nhau làm, đỡ vất vả hơn trước. Mỗi ngày các ca chuyển xuống đều xử lý xong, ít khi phải trữ đông. Thiếu tá Tuấn chia sẻ. Trung úy Nguyễn Tấn Lộc cho biết thêm, chúng tôi làm việc tại đây từ 23 tháng 8 và chắc chắn bàn giao chính xác cho cốt cho người đã khuất về gia đình, không có sự nhầm lẫn. Họ là các chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ nhưng hoạt động rất nhiệt tình, tâm huyết. Nhiều lúc tôi đi kiểm tra, thấy các em vì quá mệt mà thay nhau chợp mắt lay lắt trên nền đất. Với tâm niệm đây là công việc ý nghĩa, chăm lo cho đồng bào của mình nên không ai có tâm lý lo sợ, muốn rời bỏ, trốn tránh nhiệm vụ. Thiếu tá Đồng Anh Tuấn nói về những người lính đang làm nhiệm vụ tại đây.